Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có hề ấn gì khi Nga bị đẩy ra khỏi hệ thống SWIFT của ngân hàng. Theo các báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu thuộc Công ty Chứng khoán Việt Nam Direct, chuyên nghiên cứu về tình hình đầu tư kinh doanh được công bố hôm 28 tháng 2, Việt Nam có chịu tác động nhất định khi Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu SWIFT vì đã phát động cuộc tấn công xâm lược vào Ukraine. Lúng túng trong thanh toán. Đây là lệnh trừng phạt do Mỹ, Anh, Canada và châu Âu thông báo vào ngày 27 tháng 2 để cắt đứt đường nối từ Nga đến một số ngân hàng trong hệ thống SWIFT, tên gọi tắt của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, được thành lập từ năm 1973, có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow. SWIFT được kết nối trên 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ để thông báo cho các ngân hàng về các giao dịch tài chính của mình. Việc Nga bị gạt ra khỏi hệ thống SWIFT tương đương đương nhiên tác động tới Việt Nam là nhận định đầu tiên của kinh tế gia, nhà nghiên cứu độc lập Phạm Chi Lan, nguyên phó phòng thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Bà nói như sau, Việt Nam phải hứng chịu những tác động như nhiều nước khác có quan hệ kinh tế với Nga. Hiện một số doanh nghiệp cũng đang làm xuất nhập khẩu với Nga cũng rất lúng túng về cách thức để thanh toán giữa hai bên. Nếu thanh toán mà nghẽn thì rõ ràng là quan trọng của hệ thống thương mại không thể kéo dài bình thường được. Và tác động có nhưng nhiều thì không chính xác là khẳng định của chuyên gia bên ngoài. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư ngành thạc sĩ MBA, giám đốc tài chính cho nhiều công ty Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la nói rằng Việt Nam và Nga tương tác về thương mại thực tế không nhiều. Nếu cộng Nga và Ukraine chung vào nhau thì Việt Nam tương tác trực tiếp với hai quốc gia này chỉ khoảng 1% GDP mà thôi. Đó là những dự án về xây cất, những dự án về dầu khí tại Việt Nam do Nga. Việt Nam cũng đã mua những tiềm thủy đỉnh, tức là tàu ngầm của Nga. Một khi đã mua vũ khí của Nga thì phải tùy thuộc vào phụ tùng và phụ thuộc của họ và bảo trì tinh vi lâu dài. Việc thanh toán tiền sẽ không còn dễ dàng nữa, không thể thanh toán qua nhà băng code SWIFT và chỉ nhắn một cái thì 30 giây sau bên Nga có thể nhận được tiền. Đây là hình ảnh SWIFT được xem là xương sống của hệ thống chuyển giao tài chính quốc tế. Một giả thiết có thể xảy ra trong trường hợp Nga bị cấm vận. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc giải thích rằng Việt Nam vẫn có thể trả tiền qua hệ thống nhân dân tệ. Hiện tại Trung Quốc đang rất mong muốn tiền của mình và dịch vụ giống như SWIFT của họ được sử dụng nhiều hơn. Thành ra nó sẽ làm khó khăn nhưng nó không hoàn toàn tắc nghẽn. Vào năm 2012, Iran là nước bị cắt kết nối khỏi SWIFT vì chương trình hạt nhân của nước này. Lúc bấy giờ, Iran đã mất tới 50% doanh thu xuất khẩu dầu mỏ, 30% mậu dịch với nước ngoài. Việt Nam trong bối cảnh Nga bị cắt đường kết nối với SWIFT nên được hiểu như thế nào là câu hỏi được đặt ra. Giải thích vấn đề này, tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho biết nhìn nhận của ông như sau. Khi SWIFT bị siết chặt thì tất cả những dự trữ ngoại tệ của Nga dựa trên đồng US dollar cũng bị mất giá. Đồng rúp của Nga như trước đây đã tan chảy rất nhanh, mất giá rất nhiều. Việt Nam nếu tương tác với Nga bằng cách trả bằng đồng tiền Việt Nam và Nga trả lại bằng đồng rúp, mà đồng rúp không còn tin tưởng nữa thì mọi việc sẽ rất rườm rà. Có thể phải đổi qua đồng tiền của một quốc gia trung gian nào đó và chuyển qua một kênh trung gian khác. Nó làm cho thương mại rất khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Đó là lý do mà Iran, Bắc Hàn trong quá trình quá khứ bị Hoa Kỳ phong tỏa hệ thống SWIFT thì họ vẫn có những cách và họ vẫn sống được. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi SWIFT và sau đó thì việc này đã được thực hiện. Vấn đề là ở đây Nga có sống đủ để tiếp tục chiến đấu và chiến tranh với Ukraine không để bị lệ thuộc vào một nguồn. Việt Nam Direct dẫn lời các chuyên gia rằng lệnh trừng phạt Nga bao gồm cả việc chặn kết nối SWIFT với hệ thống tài chính Nga sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam, phần lớn là các dự án điện và dầu khí.
Điều này được bà Phạm Chi Lan phân tích tiếp như sau. Tôi không biết các tổ chức liên quan, cả phía nhà nước lẫn công ty hay ngân hàng sẽ làm thế nào, nhưng mà tôi tin chắc là cũng sẽ có cách thôi. Và lại cũng phải thấy quan hệ dầu khí giữa Việt Nam với Nga cũng đã giảm đi rất đáng kể trong những năm gần đây. Nếu tính về tỷ trọng của dự án đầu dầu khí như Vietso Petro trước đây, thì đóng góp của nó vào kinh tế Việt Nam ngày càng giảm xuống. Và bây giờ nó chỉ ở mức vài 300% đóng góp vào ngân sách thôi, chứ không lớn như trước đây nữa. Và đó cũng là điều may của Việt Nam là đã phát triển được rất nhiều nguồn khác, tăng quan hệ hợp tác với các kênh khác và có những dự án riêng của mình. Thí dụ như ngay cả những dự án về lọc dầu chẳng hạn, tất cả những kênh khác nhau cũng đã giúp cho Việt Nam không bị lệ thuộc vào Nga nhiều về mặt dầu khí. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Bỉ hôm 25 tháng 2 để bàn về các biện pháp trừng phạt của Nga, và sau đó đã được tung ra những gói trừng phạt ghê gớm. Điều này khác so với các nước châu Âu mà vẫn phải nhập khí đốt của Nga rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù người ta phụ thuộc tới hơn 30% mà người ta vẫn vượt qua được, thì một tỷ lệ nhỏ bé vài 3% của Việt Nam cũng vượt qua được thôi. Cũng theo thông tin từ Việt Nam Direct, dự án nhiệt điện Long Phú 1 do Power Machiner của Nga làm tổng đầu tư đang chậm kế hoạch vài năm do vướng lệnh cấm vận. Kế đó là dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong với liên doanh Sabrosnes của Nga và của Bỉ đã ký biên bản ghi nhớ từ tháng 4 năm 2021. Ngoài trừ dự án điện khí Quảng Trị, hai dự án Long Phú 1 và Vĩnh Phong đã đưa vào dự án quy hoạch điện 8. Trong khi Vĩnh Phong vẫn chưa được khởi công thì dự án Long Phú 1 đang rơi vào bế tắc vì vẫn chưa thể lắp đặt được thiết bị. Đối với tiến sĩ Khương Hữu Lộc, những điều đó không đáng lo ngại bằng việc giá xăng dầu trên thị trường nội địa đang rất cao và e rằng sắp tới mọi thứ còn lên nữa. Thế nhưng, dường như tất cả đều nằm trong cái gói gọi là bù trừ của nó. Việt Nam xuất khẩu dầu hỏa nhưng không đủ tiêu thụ, giá dầu xăng và dầu hỏa tăng ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế Việt Nam. Nhưng vì sao không ngại? Là vì kinh tế chưa trở lại mạnh, lạm phát chưa tới 4%. Nhưng khi kinh tế Việt Nam trỗi dậy lại như Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà lại bị áp lực từ sự gián đoạn cung về dầu khí, dầu hỏa của Nga thì chắc chắn lạm phát sẽ tăng. Đây là hình ảnh một tòa nhà bị pháo kích. Điều này thì châu Âu cũng bị nặng nhất, Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng, như Việt Nam thì không đến nỗi nào. Việt Nam có cái bù trừ, thứ nhất là những công nghệ như đã có, rồi phân bón hay cả thép nữa thì Việt Nam sẽ có cơ hội sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn. Giá thành sẽ tăng, và khi tăng thì quốc gia sản xuất có lợi, nhưng bù trừ lại là nó lạm phát, rồi giá xăng dầu cho công nghệ của Việt Nam tăng thì giá cả cũng tăng theo. Cũng đã có dự kiến là giá cả tăng mà lạm phát không tăng bao nhiêu là giải thích tiếp theo của kinh tế gia như sau. Ngược lại, những công trình lớn tùy thuộc vào Nga sẽ bị gián đoạn, những công trình xây cất sẽ không hoàn thành trong thời gian dự tính. Đại khái tác động âm nhiều hơn nhưng không ngại vì tương tác với Nga và ngay cả với Ukraine không nhiều, chỉ có 1% GDP mà thôi. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam Direct vẫn duy trì dự báo lạm phát của Việt Nam vào năm 2022 được kiểm soát ở mức 3,4%. Việt Nam đã học được bài học không thể để mình lệ thuộc vào một nguồn, bà Phạm Chi Lan đồng thời khẳng định rằng Việt Nam đã đa dạng hóa, đã phát triển quan hệ thương mại với nhiều nước. Nền kinh tế hiện nay với các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân đã trưởng thành về nhiều mặt, nên dù các tác động tiêu cực đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn có thể chống chọi được. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh cũng chỉ là cái loa của tuyên giáo. Trung Quốc đang hung hăng gây hấn và âm thầm dai dẳng gặm nhấm đất đai ở biên cương, quyết liệt cướp biển đảo của Việt Nam, kéo hạm đội lớn, hạm đội nhỏ liên tiếp tập trận trên biển Việt Nam, mưu đồ thôn tính Việt Nam ngày càng trắng trợn, không cần giấu giếm. Nhưng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Chí Vịnh cứ cao giọng trong các buổi họp báo khẳng định lập trường của quân đội nhân dân Việt Nam là kiên trì
theo đuổi chính sách hết 3-0, chói tay quân đội 3 vòng, lại 4-0, chói tay quân đội thêm vòng nữa, tới 4 vòng cho đúng tinh thần giao kèo hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, làm vừa ý đẹp lòng nơi được coi là chỗ dựa, là thành trì của nhúm nước xã hội chủ nghĩa còn ngòi ngót sống sót. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Trên Biển Đông, vùng biển hàng ngàn đời của người dân Việt Nam, tàu chiến của tàu Trung Quốc cứ mặc sức bắn giết nhân dân Việt Nam, đâm chìm không biết bao nhiêu tàu thuyền. 3-0, 4-0, quân đội cùng công an chỉ là công cụ bạo lực của Đảng Cộng sản để trị dân. Còn giữa biển đã có những tấm bia chủ quyền sống là thân xác của người dân. Nhà nước phát cờ cho thuyền cá Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận cắm cao trên thuyền làm những cột mốc chủ quyền sống ở Trường Sa, Hoàng Sa. Tướng Hải quân cứ kiên trì 3-0, 4-0, kiên trì bám bờ và dấm dúi mang tài sản của quân đội ra ăn chia với đám tư bản hoang dã, rồi nhận án tù như đô đốc tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến và rất nhiều sĩ quan từ cấp thấp đến cấp cao tại Hải quân Việt Nam. Phát động chiến tranh xâm lược Ukraine nhằm vẽ lại biên giới nước Nga. Đầu tiên, Putin phải vẽ lại bản đồ Đông Nam Âu, sau lại vẽ bản đồ thế giới, như mưu đồ của ông Tập Cận Bình muốn vẽ lại bản đồ thế giới, trước hết phải vẽ lại bản đồ Đông Nam Á. Muốn vẽ lại bản đồ Đông Nam Á, ông Putin phải xóa sổ Ukraine, cũng như Tập Cận Bình muốn vẽ lại bản đồ Đông Nam Á, trước hết phải xóa sổ Việt Nam. Xóa sổ nhà nước dân chủ Ukraine, Vladimir Putin đã hiện nguyên hình là một Adolf Hitler. Ngoài một số dân là con chiên của tòa thánh tuyên giáo Ba Đình ca ngợi Putin, số đông người dân không còn tư duy nô lệ cộng sản, đã thoát khỏi tuyên truyền mụ mị của tuyên giáo, âm âm lên án Adolf Putin, một Adolf Hitler của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh ông Putin. Là nhà nước độc tài, thâm căn cố đế, không thể lên án độc tài Putin, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu trắng lạc lõng với làn sóng dân chủ trên thế giới khi Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án độc tài Adolf Putin xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền. Trước rầm rộ tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam đứng về phía nhà nước dân chủ Ukraine ủng hộ người dân Ukraine chống xâm lược, vạch mặt độc tài Adolf Putin xâm lược lên án độc tài Putin, nhà nước Cộng sản Việt Nam lại vận hành hai bộ máy bạo lực là công an và tuyên truyền lừa dối ra đối phó với nhân dân. Họ đã tung ra đội công an, còn đảng, còn mình, chặn cửa không cho những người đấu tranh, cho dân chủ đến Đại sứ quán Ukraine giữ ngày hội đoàn kết với nhân dân Ukraine. Điều ông tướng công an Lê Văn Cương và mấy tướng tá trong phòng máy lạnh ở các viện rất sang trọng quân đội, lên mặt báo, lên màn hình, truyền hình dẫn dắt để dư luận, xã hội cũng bỏ phiếu trắng đối với cuộc xâm lược Ukraine của độc tài Putin. Đây là hình ảnh tướng công an trùm dư luận Lê Văn Cương. Nhưng những tướng tá quân đội trong phòng máy lạnh thì tầm quá thấp, nói năng võ biển, hung hăng như trong những lớp chỉnh huấn thời kháng chiến chống Pháp. Ông tướng già công an Lê Văn Cương thì khúm núm quá mức với bố già độc tài Putin và trịnh thượng quá lố với thế hệ chính trị trẻ của thế giới dân chủ mà Tổng thống Ukraine Zelensky, 43 tuổi là gương mặt sáng giá của thế hệ trẻ đang dần dần nắm vận mệnh chính trị thế giới. Tình hình diễn biến hết sức phức tạp, ngày một nhiều thông tin được lan tỏa trên thế giới và đặc biệt là từ Việt Nam và người dân đã hiểu ra thực tế ra sao. Ông tướng già công an Lê Văn Cương đã ca tụng độc tài Putin quá đà và sỉ nhục Zelensky quá vạch đỏ của tuyên giáo. Phải cân bằng lại, tuyên giáo liền mớm lời cho tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh và chỉ định tờ báo được dân đọc nhiều phỏng vấn tướng Vịnh 40. Những tờ báo lớn muốn nhiều tiền thuế của dân như những tờ báo mang danh Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân chẳng bao giờ người dân đọc đến. Tờ báo Tuổi Trẻ, tờ báo cấp 2 của Sài Gòn, những phát hành cả nước liền được lựa chọn cho phương án này. Đây là hình ảnh công an Việt Nam cho người canh trước cửa theo dõi các nhà hoạt động,
không cho họ đến Đại sứ quán Ukraine để chia sẻ sự ủng hộ. Tôi nhắc lại, muốn hạ nhiệt ở Ukraine cần chọn công thức không có nước thất bại, bởi trong xung đột này Nga là nước lớn, các bên can dự như Mỹ, châu Âu cũng vậy, sẽ không bên nào chấp nhận thất bại. Còn nếu để Ukraine thất bại, thì công lý thất bại, hòa bình thế giới thất bại, và đây là điều không ai chấp nhận. Những lời nói mùi mẫn tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh nói trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 cũng chỉ là những lời thoại trong kịch bản của ban tuyên giáo tại Ba Đình dựng ra mà thôi. Họ nhằm đánh lừa 100 triệu người dân trong và ngoài nước. Ông tướng khi còn là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Yên đã đột nhập vào kho nhà trường. Đây là những dư luận cho biết ăn cắp quân trang, man bán lấy tiền ăn chơi. Vì là con ông đại tướng chăm sóc phần hồn quân đội bị đuổi khỏi trường Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Yên đã được trường sĩ quan thông tin ở Nha Trang đón về. Học ở Nha Trang, một tuần 4 ngày ở Nha Trang, 3 ngày ở Hà Nội, có tên ở trường sĩ quan, chỉ để trở thành sĩ quan có số hiệu nên bị phóng quyền lực và đã lên tới tướng 3 sao, thứ trưởng của Bộ Quốc phòng. Nhân cách không có, kiến thức quân sự không có, nếu không nói theo kịch bản thì chẳng có gì để nói cả.